ít lết đà sụp đổ. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý sau đây. Cờ Nga đã được treo lên tại trụ sở hành chính của Oleda. Nghi vấn Nga dùng bom phi hạt nhân lớn nhất tấn công Ukraine. Luật mới ở Nga, bị cáo có quyền nhập ngũ và tránh bị xét xử. Lực lượng hành pháp Trung Quốc đánh ngư dân tàu cá Quảng Ngãi. Và các tin tức đáng chú ý khác. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Cờ Nga đã được treo lên tại trụ sở hành chính của Oleda. Vào ngày 2 tháng 10, cố vấn của người đứng đầu TPA Ian Gazin nói với RIA Novosti rằng lá cờ Nga đã được treo lên tại chính quyền Oleda, nhưng còn quá sớm để nói về việc giải phóng hoàn toàn thành phố. Người đối thoại của tờ báo cho biết rằng quả thật quân đội của chúng tôi đã có mặt ở Vuleda. Cờ Nga đã được treo lên trên tòa nhà chính quyền địa phương. Tuy nhiên còn quá sớm để nói về việc chiếm toàn bộ thành phố. Các đơn vị rải rác của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn ở đó, sẽ mất một thời gian. Ông nói rõ rằng dân thường vẫn còn ở trong thành phố, nhưng không thể nêu rõ số lượng chính xác của họ. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được lệnh rút lui khỏi Oleda. Điều này đã được ấn phẩm Straina UA của Ukraine đưa tin, có liên quan đến các nhóm tác chiến chiến lược của quân đội Ukraine, Khotitsa, đang tiến hành các hoạt động chiến đấu, bao gồm cả theo hướng Oleda. Straina trích dẫn một tuyên bố từ nhóm chiến lược hoạt động Khotitsa rằng Bộ Chỉ huy cấp cao đã cấp phép thực hiện một cuộc điều động rút các đơn vị khỏi Vuleda. Theo báo cáo từ hiện trường, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là rất lớn. Khu vực kiên cố trước đây và các con đường dẫn đến đó ngổn ngang thi thể của các binh sĩ thiệt mạng của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lính đánh thuê từ các nước NATO. Theo một số ước tính, lực lượng vũ trang Ukraine ở Vuleda đã mất 3 lữ đoàn mà không có cơ hội phục hồi. Một trong số đó là lữ đoàn tấn công riêng biệt số 72. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu TPA Igor Kimakovsky nói rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giải phóng Vuleda và quân địch trong thành phố đang bị bao vây. Chủ tịch Ủy ban Phòng Công cộng Liên bang Nga về các vấn đề chủ quyền Vladimir Rukov cho biết quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát đáng kể hơn một nửa lãnh thổ thành phố Oleda ở TPA. Giới truyền thông cũng đưa tin điều gì đang chờ đợi Zelensky sau thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở Vuleda. Bloomberg viết rằng sự sụp đổ của Oleda có thể làm tăng áp lực lên Zelensky. Tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện một bước đi ngoại giao tại Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch chiến thắng nhằm gây áp lực lên Putin và buộc ông phải ký kết hòa bình. Bài báo nhắc lại rằng kế hoạch của Zelensky đã được lãnh đạo Mỹ đón nhận một cách lạnh lùng trong chuyến thăm Mỹ tuần trước. Ngoài ra, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lauren Wilkerson gợi ý trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Đài Loan Works rằng Volodymyr Zelensky thường đến thăm các quốc gia khác vì lo ngại về một vụ ám sát có thể xảy ra ở Ukraine. Ông nói, tôi nghĩ một trong những lý do khiến anh ấy phải di chuyển nhiều như vậy không chỉ vì anh ấy đang kêu cứu một cách tuyệt vọng mà còn vì anh ấy không muốn ở lại nơi có thể bị bắn. Theo đại tá Mỹ, những ngày của Zelensky đã đếm ngược. Ông tin rằng người đứng đầu chế độ Kiev có thể bị giết ngay trên đất của mình. Đồng thời, chuyên gia không loại trừ việc anh ta chuẩn bị bỏ trốn. Wilkerson kết luận rằng, tôi không nghi ngờ gì rằng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nghi vấn Nga dùng bom phi hạt nhân lớn nhất tấn công Ukraine. Kênh thông tấn Newsweek cho biết, những đoạn video gây nhiều đồn đoán lan truyền trên truyền thông Nga và Ukraine vào ngày 1 tháng 10 về một quả bom chân không đã được thả xuống thị trấn Volchensk ở đông bắc Ukraine. Theo một số phán đoán, đây là loại bom lượng nặng ODAB-9000 hay còn gọi là cha đẻ của các loại bom. Theo video, quả bom rơi xuống và phát nổ mạnh trong thành phố, gây ra rung chấn và một cột nắm khói khủng khiếp. Điều này đã khiến một số nhà quan sát đưa ra kết luận rằng Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom chân không ODAB-9000 kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ. Tuy nhiên, hiện cả phía Ukraine và Nga đều chưa lên tiếng chính thức về nghi vấn này. Điều này càng khiến giả thiết về vụ nổ được đặt ra nhiều hơn. Một trong những ý kiến được nêu ra là Nga đã thả quả bom khổng lồ này nhằm vào một bunker nơi có lính đánh thuê của lực lượng vũ trang Ukraine. Song chuyên gia quân sự, đại úy hạng nhất trong lực lượng dự bị Vasily Danikin cho biết, rất có thể đoạn video xuất hiện trên Internet không liên quan gì đến thực tế. Cho dù thực tế, Nga rất dồi dào về số lượng bom chân không này. Sĩ quan Danikin nói rằng, chúng tôi có những quả bom như vậy trong kho vũ khí của mình. Hơn nữa, lần cuối cùng chúng được sử dụng là ở Afghanistan. Quả bom nặng 9 tấn có sức công phá mạnh hơn một số loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tất nhiên, không có ô nhiễm khu vực, bức xạ hạt nhân, v.v. Những quả bom như vậy có thể được sử dụng mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân. Bây giờ nhiều người đang hét lên rằng
nên sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Không cần, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều thú vị, sĩ quan này lên tiếng. Cũng theo ông, ODAB-9000 được phóng từ máy bay mang tên lửa TU-160 và TU-22M3. Tuy nhiên, để sử dụng một quả bom như vậy, máy bay sẽ phải bay vào vùng phủ sóng phòng không, hoặc bom hơi sẽ được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch chung. Trong khi đó, kênh Telegram của nhóm tác chiến và chiến thuật OTU Kharkiv của Ukraine cho hay, thông tin về việc các lực lượng Nga sử dụng bom ODAB-9000 ở Volchensk là không đúng sự thật. Theo phát ngôn của OTU Kharkiv Vitaly Saranchev, để sử dụng loại bom này cần có một phương tiện phóng phù hợp và về mặt lý thuyết có thể là máy bay ném bom chiến lược TU-160. Tuy nhiên, Ukraine không phát hiện sự xuất hiện của TU-160 vào thời gian đó. Một loại bom có trọng lượng và công suất nhỏ hơn đã được sử dụng để tấn công. Cũng theo ông Saranchev, đoạn video về vụ tấn công được cho là từ bom ODAB-9000 chỉ nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của lực lượng vũ trang Ukraine và người dân địa phương. Luật mới ở Nga, bị cáo có quyền nhập ngũ và tránh bị xét xử. Những người Nga phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội nhưng tự nguyện nhập ngũ trong một số trường hợp nhất định sẽ có thể tránh được việc ra tòa và khả năng bị bỏ tù. Điều này được thực hiện thông qua hai sửa đổi được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật vào thứ Tư. Theo hãng tin RT, thay đổi này có nghĩa là những bị cáo được gọi nhập ngũ trong thời gian động viên hoặc tự nguyện nhập ngũ trong thời chiến có thể được dừng tố tụng hình sự và được trả tự do khỏi tù hoặc bị quản thúc tại gia. Các sửa đổi đối với điều 238 của Bộ Luật Tố Tụng và Bổ sung Nghĩa vụ Quân sự thông qua chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc nhập ngũ dạng hợp đồng trong thời gian động viên, thiết quân luật hoặc thời chiến là căn cứ để có thể đình chỉ hoặc chấm dứt truy tố hình sự. Mặc dù có thời điểm việc đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Nga gần như đảm bảo sẽ bị kết án, nhưng mọi thứ đã thay đổi trong những năm gần đây, với khoảng 20% các vụ án được tuyên trắng án tính đến năm 2023. Một trong những tác giả của đề xuất, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia và tướng đang nghỉ hưu Andrei Katapolov lập luận rằng nó sẽ tạo ra cơ hội cho những người đã phạm phải hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể chuộc lại lỗi lầm của mình và phục vụ đất nước. Duma đã thông qua dự luật vào ngày 24 tháng 9 và vào ngày hôm sau, Hội đồng Liên bang cũng đã phê duyệt. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với công dân có tiền án nhập ngũ hoặc bị bắt đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian động viên hoặc thiết quân luật. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn có hiệu lực đối với những người bị kết án về các tội nghiêm trọng như khủng bố, phản quốc, nổi loạn, có vũ trang hoặc gián điệp. Vào cuối năm 2022, Moscow đã triệu tập khoảng 300.000 quân dự bị để hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, quân đội Nga đã có một dòng nhập ngũ tình nguyện viên ổn định. Vào tháng 7, Bộ Quốc phòng tiết lộ rằng 200.000 người đã nhập ngũ vào năm 2024 với tốc độ khoảng 1.000 tân binh mỗi ngày. Trong khi đó, Ukraine đã phải vật lộn để tập hợp đủ quân để điều động các lữ đoàn tiền tuyến của mình. Mặc dù các quy tắc nghĩa vụ quân sự ngày càng được thực thi mạnh mẽ, đầu năm nay, Kiev đã hạ thấp giới hạn độ tuổi được tuyển mộ và cho phép những tội phạm bị kết án nhập ngũ. Kể từ đó, ít hơn 5.000 tù nhân đã tình nguyện phục vụ. Lực lượng hành pháp Trung Quốc đánh ngư dân tàu cá Quảng Ngãi. Hôm 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố kiên quyết phản đối lực lượng Trung Quốc hành xử thô bạo với ngư dân Việt Nam. Động thái này được đưa ra ngay trong dịp Trung Quốc tổ chức kỷ niệm Quốc khánh ngày 1 tháng 10. Còn về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Mông Cổ, Ireland và Pháp. Theo thông tin trên website Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 2 tháng 10, liên quan đến việc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của người dân Việt Nam thuộc tàu cá QNG 95739 TS, tỉnh Quảng Ngãi, trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 năm 2024. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với người dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của người dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa,
khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Về vụ Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam, theo báo Người Lao Động, sáng ngày 29 tháng 9, khi tàu cá QNZ-95739TS do người dân Nguyễn Thành Biên, 40 tuổi, làm thuyền trưởng, đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, thì xuất hiện tàu số hiệu 301 của Trung Quốc truy đuổi. Sau hơn 1 giờ truy đuổi nhưng không tiếp cận được tàu cá QNZ-95739TS, xuất hiện thêm một tàu sắt khác mang số hiệu 101 truy đuổi tàu cá. Hai tàu sắt thả 3 cano truy đuổi tàu cá. Đến khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 9, 3 cano đuổi kịp tàu cá, kẹp tàu cá vào giữa. Báo Người Lao Động dẫn lời các người dân cho biết, lúc này có khoảng 40 người mặc đồ rằn ri, trên tay cầm cây sắt lên tàu, đánh xối xả vào các người dân trên tàu QNZ-95739TS, khiến nhiều người bị thương nặng. Sau đó, những người mặc đồ rằn ri lấy hết hải sản, máy móc, ngư lưới cụ trên tàu, chỉ cho tàu một định vị để quay về bờ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Vụ cướp phá đánh đập của lực lượng hành pháp Trung Quốc đã khiến 10 người dân trên tàu cá QNZ-95739TS bị thương. Theo thuyền trưởng Biên, trong số người bị Trung Quốc đánh đập, có 3 người dân bị gãy tay, gãy chân. Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là người không được chào đón. Ngày 2 tháng 10, Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres là người không được hoan nghênh và cấm ông Guterres nhập cảnh vào Israel. Theo tờ The Guardian, trong tuyên bố chia sẻ trên tài khoản X, Ngoại trưởng Israel Katz nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, tôi tuyên bố Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres là người không được hoan nghênh và cấm ông Guterres nhập cảnh vào Israel. Bất cứ ai không lên án hành động tấn công của Iran nhằm vào Israel, trong khi hầu hết các nước trên thế giới đã làm, đều không xứng đáng được đặt chân lên đất Israel." Ông Katz cáo buộc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã không lên án hành động tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đồng thời ông cũng không có bất kỳ động thái nào để coi Hamas là tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Katz cho rằng, ông Guterres là người ủng hộ cho các nhóm phiến quân như Hamas, Hezbollah, Houthi cùng với Iran mà Israel coi là các tổ chức và quốc gia khủng bố. Một ngày trước đó, Guterres, sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, đã lên án việc mở rộng xung đột ở Trung Đông và kêu gọi ngừng bắn. Bình luận về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, việc tuyên bố Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres là người không được hoan nghênh là quyền chủ quyền của Israel, nhưng điều này sẽ không giúp ích cho hòa bình. Zakharova nói với kênh truyền hình RTVI, quyền chủ quyền của mỗi quốc gia là tuyên bố ai đó là người không được hoan nghênh, nhưng điều này sẽ không giúp ích cho hòa bình. Nếu ai đó chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại và việc Liên Hiệp Quốc không thể cất tiếng nói, thì đó là Washington. Nước đã chặn nhiều dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và một lần nữa làm hỏng các nỗ lực ngoại giao bằng các hành động vụng về của mình. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã chỉ trích hành động tấn công bất ngờ chưa từng có tiền lệ của Hamas vào Israel và gọi đây là hành động khủng bố. Ông Guterres khẳng định không gì có thể biện minh cho hành động sát hại và bắt cóc thường dân làm con tin hay phóng rocket vào các mục tiêu dân sự. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres cũng lên tiếng yêu cầu Hamas phải đối xử nhân đạo với các con tin mà Hamas giam giữ và phải phóng thích họ ra ngay mà không được đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Dù vậy, ông Guterres vẫn khiến Israel giận dữ khi ông nhấn mạnh rằng các vụ tấn công của Hamas không phải bỗng dưng xảy ra và bởi trong suốt 56 năm qua, người dân Palestine đã phải cam chịu sống trong cảnh chiếm đóng ngột ngạt. Cũng theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, người dân Palestine đã phải chứng kiến mảnh đất của họ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những khu định cư và chìm sâu trong bạo lực, nền kinh tế bị chèn ép. Người Palestine buộc phải đi sơ tán và nhà cửa bị san phẳng. Song theo ông Guterres, nỗi đau của người Palestine không thể biện minh cho các cuộc tấn công của Hamas. Mặt khác, những bên thực hiện các vụ tấn công đáp trả cũng không thể biện minh rằng đó là đòn trừng phạt chung dành cho người Palestine. Tháng trước, các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản kiến nghị không ràng buộc, trong đó kêu gọi Israel chấm dứt ngay gần 6 thập kỷ chiếm đóng khu vực bờ Tây thuộc lãnh thổ Palestine. Đôi bàn tay run rẩy của Netanyahu nói lên nhiều điều hơn lời nói. Iran gửi thông điệp bí mật tới Mỹ. Cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào Israel được phát sóng trên truyền hình và màn hình lớn khắp Iran. Đây là phản ứng đáp trả các cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Israel thực hiện trước đó. Và người dân Iran mong đợi những hành động cứng rắn từ các nhà lãnh đạo của họ. Vào tháng 4, chúng ta đã chứng kiến một cuộc tấn công của Iran. Nhưng khác với hành động vào tháng 4 đó, lần này đã có nhiều video được công bố ghi lại việc phóng tên lửa đạn đạo từ nhiều góc độ khác nhau và cảnh chúng rơi xuống. Theo Israel, 180 tên lửa đã được bắn.
cục truyền thông Iran khẳng định có 400 tên lửa. Người Anh, người Pháp và người Mỹ đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Hải quân Mỹ đã bắn khoảng chục tên lửa đánh chặn vào tên lửa của Iran hướng tới Israel. Khác với cuộc không kích vào tháng 4, có vẻ như lần này Israel hoặc được cảnh báo quá muộn hoặc hoàn toàn không được cảnh báo. Cũng có thể Tel Aviv không ngờ đến một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy. Dù thế nào đi nữa, lần này người Iran thực sự đã khiến Netanyahu căng thẳng. Các đoạn phim được công bố cho thấy, thủ tướng với đôi tay run rẩy đe dọa Iran và tuyên bố rằng sẽ trừng phạt tất cả. Máy quay thậm chí còn zoom cận cảnh để che giấu sự lo lắng của ông. Iran đã phạm một sai lầm lớn tối nay và họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Chế độ ở Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm tấn công lại kẻ thù của chúng tôi, thủ tướng Israel cho biết. Ở phía ngược lại, nhà chức trách Iran cho biết họ không có ý định tiếp tục pháo kích vào Israel, thể hiện mong muốn chấm dứt các cuộc đổ súng. Tuy nhiên, nếu Israel đáp trả, Tehran sẽ sẵn sàng phô trương sức mạnh. Netanyahu như đã nói, hứa sẽ trừng phạt Iran. Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên cho biết Israel sẽ tạm dừng hoạt động trong vài ngày. Mọi người đều hiểu rằng, tình hình phần lớn phụ thuộc vào quan điểm của Washington. Nhưng Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, ngoại trừ việc nói rõ rằng người Mỹ sẽ không cho phép tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Người đứng đầu Lầu Năm Góc, Lloyd Austin, chỉ giới hạn ở những cụm từ chung chung, lên án hành động xâm lược nghiêm trọng của Iran và kêu gọi nước này kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ có khả năng đáng kể để bảo vệ người dân của mình, hỗ trợ thêm cho hoạt động phòng thủ của Israel và ngăn chặn sự leo thang. Mọi người đang chờ đợi phản ứng của Israel. Những dự đoán ban đầu về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn trên khắp Trung Đông vào đêm ngày 2 tháng 10 đã được thay thế bằng những báo cáo về một thời điểm cơ hội hơn. Cổng thông tin Axios tuyên bố rằng câu trả lời sẽ có trong vòng vài ngày và quân đội Iran đã tuyên bố sẵn sàng cho mọi diễn biến của sự kiện. Theo truyền thông của Mỹ, Tehran có sẵn hàng trăm tên lửa trong trường hợp bị Israel hoặc Mỹ trả đũa. Nhưng quan trọng nhất, thông qua Geneva, Tehran đã cảnh báo Washington về việc không thể chấp nhận can thiệp sau vụ tấn công tên lửa vào Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, Thụy Sĩ đã được gửi một cảnh báo với yêu cầu chuyển nó tới người Mỹ, rằng đây là quyền tự vệ hợp pháp của chúng tôi và chúng tôi không có ý định tiếp tục. Araghchi chỉ ra rằng, chính quyền Iran mong đợi tình hình ở khu vực Trung Đông sẽ dần dần ổn định. Tuy nhiên, không biết lời nói của ông thực tế đến mức nào khi nói rằng Tehran và Tel Aviv sẽ có thể tránh được một vụ thảm sát lớn, hay liệu đây chỉ đơn giản là mơ tưởng. Quý khán giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.